Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay em Loan lại dẫn cho cả nhà đi tham khảo những cái mẫu Exciter 155, mẫu mới ở cửa hàng nhé. Một số cái mẫu sơn 3D á mọi người. Thì mọi người cùng em Loan mình tham khảo ha. Và đặc biệt là có tin vui cho cả nhà mình luôn nè. Đợt này Exciter giảm giá nữa cả nhà ơi. Như bình thường như những năm trước thì hiện tại là giá xe đang lên đúng không cả nhà. Nhưng năm nay thì giá xe không những lên mà còn giảm xuống nữa. Nên là rất là thuận tiện ha. Anh chị em mình có nhu cầu mua xe thì số tiền trả trước cũng rất là thấp nè. Cũng như là giá xe tốt hơn thì mọi thứ nó đều tốt hơn đúng không cả nhà. Mình sắm xe nó cũng nhẹ nhàng, dễ dàng hơn ha. Thì em Loan đây có một em Exciter 155 à, em này là phiên bản màu sơn 3D ha. Cả về em này sẽ là màu vàng xám đen cả nhà. Đó, cái em này Loan dọn lên phụ kiện khá là nhiều ha. Nè, đó cả nhà mình thấy không? Cái màu này là màu bóng, sơn bóng lên ha. Nó có mâm nè, rồi có chống đổ nè, dàn chân nè, chống đổ xe nè. Đó, những cái phụ kiện này đều được hỗ trợ giá cho cả nhà mình nha. Em xe này hiện tại Loan chỉ đang bán 43 triệu thôi. Liên hệ trước với Loan sẽ được giảm 1 triệu chỉ còn 42, cả nhà thấy không? Đang rất là giảm, giảm sập sàn luôn. À, em là màu sơn 3D ha, Loan báo giá xe đã bao gồm tiền sơn cho cả nhà mình rồi, 43 triệu ha. Liên hệ trước với Loan sẽ được giảm 1 triệu chỉ còn 42 triệu thôi. Đó, hôm nay Loan sẽ dẫn cả nhà đi vòng vòng luôn, mình tham khảo luôn. Em này trả trước 6 triệu ha, 56 triệu lên hồ sơ. Cả nhà mình cùng em Loan mình vào đây mình tham khảo ha, thêm một số cái mẫu sơn nữa. Cả nhà ơi, đây lại là một mẫu vàng nữa mà mọi người. Nhưng mà cái mẫu này Loan thấy, theo quan điểm của Loan, Loan rất là thích cái màu này luôn. Thực sự là cái màu này vừa lên luôn, vừa lên ở cửa hàng là anh khách của Loan đã đến hốt luôn rồi. Đó, thì Loan thấy thiết kế này nó khá là sang trọng luôn đó cả nhà. Nó cũng cà vẹt, nó sẽ ra vàng xám đen luôn mọi người. Vàng này, nó có một vệt xám ở đây này cả nhà. Đó, thiết kế đẹp ghê luôn trời. Yamaha, đó. Mâm, thiết kế màu bóng hết luôn cả nhà. Loan thấy cái chỗ độ này nó ngầu ngầu này mọi người. À, này là Yamaha ha. Đó. Hãng của Yamaha. Em này thì Loan có lên một số cái phụ kiện đó cả nhà. Cái này có cái đèn trợ sáng luôn nè. Mình những anh mà mình hay đi chơi đi đêm đó thì nó khá là an toàn tại vì nó có cái đèn trợ sáng, nó trợ trên đường đi mình thấy nó rõ ràng hơn đó cả nhà ha. Không vấn đề gì, nó trợ cho cái đèn đèn gốc của mình ha. Thì đây là em xe này nó có lên cũng một số cái phụ kiện trên xe này. Có dàn chân nè, chống đổ phuộc Oppo đó. À, mâm, hai bộ mâm khá là uy tín và đặc biệt là khá là tông xe tông với lại cái màu xe luôn cả nhà, dè sau luôn nè. Thì đồng giá luôn nha mọi người, 43 triệu liên hệ trước sẽ được giảm 1 triệu cái còn 42 triệu thôi. À, đây là lướt sơ cho cả nhà một số cái mẫu sơn 3D nữa nha, cả nhà mình tham khảo nha. Đây, màu xanh đó, lúc nãy là giới thiệu hai em màu vàng nè, bây giờ anh chị em mình thích màu xanh thì đây mình lựa chọn ha. Em này là xanh candy cho cả nhà mình luôn nha, 43 triệu. Đó, xanh xi măng nè mọi người, em là siêu phẩm xanh xi măng 43 triệu luôn. Tím nè, cái này là tím titan, tím nhẹ nhẹ, tím iPhone đó cả nhà. Cái này là gọi là xám tím đen ha, là cũng mà 43 triệu luôn. Mấy màu xanh nè, xanh là xanh tươi luôn, 43 triệu. Em mà là một em đen nhám, nhám kết hợp bóng luôn mọi người. À, mâm vàng đồng, mâm jean luôn. Em mà là phiên bản màu jean nè cả nhà, màu tem giới hạn, tem mới 2023. Mẫu này thì ra mắt được khoảng hơn một tháng này rồi, nhưng mà được anh chị em khách hàng của mình ưa chuộng cái màu rất là nhiều ha. Thì màu này hiện tại là bên cửa hàng đang bán giá 46 triệu nhé. Cả nhà liên hệ sẽ được giảm 1 triệu chỉ còn 45 thôi. Em này cũng là phiên bản giới hạn 2023 luôn, 46 triệu nè. Xanh, cái này là xanh 3D cả nhà. Màu này xanh xám ha, thiết kế 3D nó rất là đẹp luôn mọi người. Em này thì hiện tại là đang bán cho cả nhà mình cũng giá 43 triệu nhé. Đây, mình xem một số siêu phẩm ở dưới đây nữa. Màu jean nè mọi người. Em này màu jean ha, 41 triệu rưỡi. Trắng ngọc trai phiên bản giới hạn 2021 nè mọi người ơi. Em này thì 45 triệu thôi nha. Mọi người đừng quên, chỉ em xe nào Loan báo cũng chưa bao gồm tiền hỗ trợ xăng nhé. Cả nhà cứ liên hệ trước sẽ được giảm 1 triệu tiền xăng. Xám nè, hai em xám. Tem Repsol nè. Em thấy Repsol này được, nó khá là trẻ trung đó cả nhà. Cái màu nổi ha, cam trắng đỏ kết hợp với nhau đó. Thì bây giờ nó sẽ tư vấn cho cả nhà mình về cái số tiền cái số tiền trả trước nè, tầm khoảng 5 đến 6 triệu là mọi người có thể lựa Exciter hoặc là Winner rồi đó mọi người. Khoảng 18 đến 20 triệu này, tài chính 18 20 triệu thì mình có thể lên hồ sơ cài về gốc ha. Mình cầm cài về gốc mình trả trên đường luôn ha. Lãi suất khá là tốt luôn. Thì hồ sơ trả gốc cả nhà mang giúp Loan là chứng minh hoặc là căn cước thôi là được rồi ha. Nếu mà anh chị em mình có thêm một số thủ tục thì cứ nhắn tin qua cho Loan, Loan sẽ tư vấn thêm. Thì cái cửa hàng của Loan bây giờ đang ở Bến Cát, Bình Dương á. Mọi người á, những nơi xa tới này thì cứ kết bạn Zalo đi. Loan sẽ ra đón cả nhà về mua xe hoặc là đến những cái vị trí lớn ha, hoặc là đến đâu đó mà mình không có rành đường nữa, mình cứ gửi định vị qua cho Loan. Loan sẽ hỗ trợ ra rước mọi người về cửa hàng mua xe và hỗ trợ xăng xe đi lại cho cả nhà mình luôn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã theo dõi cái video của Loan nha.
mọi người cần Lan tư vấn thêm một dòng xe nào nữa hoặc là quay báo giá một dòng xe nào nữa thì hãy bình luận bên dưới ha. Lan sẽ theo nhu cầu của mọi người và quay và báo giá cho cả nhà mình luôn.